Các bạn, hôm nay mình mới đi Costco. Thì hiện tại trong Costco á, không biết mấy Costco ở mấy state khác sao, nhưng mà Costco của mình á thì nó đang sale cái Vietnamese phở nè. Hộp này á là 10 đồng mấy á, 10 đồng rưỡi, 10 tầm 80 mấy cent á. Thuế luôn phải 11 đồng, 12 đồng. Đó. Và bây giờ nó đang sale còn có 7 đồng mấy thôi. Thì sau thuế còn tới 8 đồng mà chín hộp. Tính ra một hộp nhỏ này nè, một cái bowl nhỏ này nè. Đó. Đây là một cái bô nhỏ gia vị luôn, một bô vậy á là một có một đồng thôi đó. Đang giảm giá rẻ này, nó cho limit là mua được 10 gói, 10 thùng luôn, 10 thùng là 90 gói đó. Đang rẻ, bạn nào nhà nghèo hay là tiết kiệm thì mua sáng sớm mình ăn phở đó. Mua về xong á, các bạn về các bạn gỡ ra làm gì đó, mua thêm steak á, steak trong Kroger á, mua bỏ vô thêm thôi. Đấy. Đó. Đây. Mình á thì tôm này cũng mua trong Costco luôn, hiệu của Cullen luôn. Đó. Bỏ dưới đây. Đây là con gì đó, có hai con thôi, ba con đi nhỏ mà đó, ba con xong rồi các bạn bỏ gia vị vô. Để này là hành lá đó, gia vị đó rồi, gia vị bỏ này vô. Nè, nước giống như nước gia vị cái mùi của mùi phở luôn các bạn. Đó. Xong rồi. Bạn đổ nước vô. Đổ ngập vô luôn. Xong. Bạn thấy đơn giản không? Đó. Lấy hai cái nắp mà. Cái hộp để hâm microwave á, đây lại lại nó bỏ vô microwave. Các bạn sẽ quay vòng 2 phút trước. Đó. Thùng này đang rẻ. Tính ra là một 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 cái chín hộp, chín cái bô nhỏ như vậy á là một đồng một hộp á. Rồi, các bạn không cần phải dùng cái hộp này đâu, để hộp nó lại đi. Để làm hộp to go, mốt có gì ăn gì á đẩy lại đó. Để vậy nè, cất vô xong mốt muốn ăn gì á, hộp to go cái gì á, ăn một lần xong giục luôn á, để hộp này đại tiết kiệm luôn đó. Xong sau 2 phút rồi á, là chưa xong đâu nha các bạn, 2 phút rồi để cho cái phở nó nóng, cái nước nó nóng thôi, phở nó chưa có chín đâu. Bạn lấy ra, lấy cái tô ra, có một phở nó nóng rồi đó.
bây giờ nó chưa chín đâu, còn một công đoạn nữa, tôm mới chín thôi đó, nó chỉ mới mềm vậy thôi. Vậy cái công đoạn gì nữa không? Rồi đây cái hộp này hả, con nói mình chỉ nè mà chưa có chỉ, vô Kroger á tìm cái Big Steak, mua cái hộp Big Steak, ôi bữa có chỉ rồi mà đó, mua hộp Big Steak này nè, Big Shave Steak đó, bỏ vô này, nó xay, nó xay đây rồi, nó xay 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 rồi đó, bỏ một ít vô, ra phở bò, phở bò hải sản nó trộn lên rồi bò dưới nó dễ chín. Xong đầy lại cũng bỏ 2 phút tiếp luôn, một hộp này bạn mua ở ngoài Kroger có ba đồng mấy 4 đồng à, ủa hình như 4 đồng mấy á, 5 đồng mấy, gần 6 đồng, nhưng mà nó bạn có cái thẻ Kroger Reward thì bạn được sale off được một đồng, thì bạn mua cỡ 4 đồng 5 đồng thôi. Rồi sau khi xong chuẩn bị 2 chai tương, 1 chai tương đen, 1 chai tương đỏ. Không, làm này rất là gọn lẹ, mua vậy về khoảng chuẩn bị một buổi sáng cỡ 10 phút thôi. Mua thêm tôm với thịt bò vô nữa là thành một cái tô phở ngon. Cái gia vị cái nước màu màu màu, màu đen màu vàng vàng hồi nãy đó là nước gia vị phở luôn, cái mùi thơm của phở luôn. Nó như phở bò. Mà cái bánh phở như bánh phở ở Việt Nam nha bạn, không phải là bánh phở ở Mỹ nha. Bánh phở ở Mỹ là cộng nhỏ, còn bánh phở là bánh phở ở Việt Nam. Mà không nó bự, bạn bự. Còn 20 giây nữa. Xong đảm bảo luôn, bây giờ là cực nóng luôn, vừa thổi vừa ăn luôn đó. Phở nó vừa nở ra luôn, có tôm, có thịt bò, thấy không, chín. Thử nha, bấm tương ớt vô, sạch tương đen vô nữa, tương đen là tương đen hoa sinh sót ở Mỹ nha. Rồi đúng ngon luôn các bạn, thịt tái vừa ngon, húp cái nước này cũng ngon nữa. Bánh phở này ngon, bánh phở ở Việt Nam mà.
Đây này các bạn biết thiếu gì nó ngon không? Các bạn mua thêm giá vậy á, mặc thêm một gai vậy nữa là xong không? Quá đã luôn. Quá ngon. Nếu bạn ăn và húp nước hết luôn á thì bạn sẽ no. Nếu bạn ăn bé cái không á thì nó sẽ không đủ no đâu. Mà các bạn cần phải ăn hai hộp. Wow. Nói chung là tô phở này rất là ok. Đây mình bỏ thịt tái vô rồi. Tái sống vậy á. Bỏ vô nó ra cái nước tái nước của bò ngon, gia vị thêm tương ớt với tương đen nữa, thích thì các bạn mua thêm rau ngò ngò gai rau ăn phở về rồi thêm giá vô nữa là xong, dắt miếng chanh luôn giống như một tô phở ở Việt Nam luôn mà có thêm mấy miếng tôm vô nữa, quá ngon. Mình ăn sạch sẽ luôn không còn miếng nước luôn. Cảm ơn các bạn đã xem, hãy nhớ like share subscribe cho channel của mình. Next time mà mình đi Costco có món gì ngon á thì mình sẽ giới thiệu các bạn. Tạm biệt các bạn.